Những câu chuyện xoay quanh cà phê Trung Nguyên và hai vợ chồng Đặng Lê Nguyên Vũ và Lê Hoàng Diệp Thảo luôn là đề tài nóng hổi thời gian gần đây. Trong video này, hãy cùng Tony Xin Chào tìm hiểu những khác biệt trong việc xây dựng thương hiệu cá nhân của hai con người này nhé. Đặng Lê Nguyên Vũ, thương hiệu kiểu vĩ nhân. Hành trình xây dựng thương hiệu của Trung Nguyên. Đặng Lê Nguyên Vũ sinh năm 1971, có xuất thân từ một gia đình nghèo. Khi đang học trường Đại học Y Tây Nguyên, ông dành nhiều thời gian tìm tòi, nghiên cứu về cà phê. Ông cùng vợ là bà Lê Hoàng Diệp Thảo thành lập hãng cà phê Trung Nguyên năm 1996. Từ đó cho đến nay, Trung Nguyên đã vươn lên trở thành thương hiệu cà phê số 1 tại Việt Nam. Những ý tưởng phát triển Trung Nguyên đậm chất vua cà phê Đặng Lê Nguyên Vũ. Khẩu hiệu cà phê sáng tạo, cà phê đổi đời. Sau 5 năm vắng bóng, vua cà phê bỗng nhiên tái xuất vào giữa năm 2018 trong lễ kỷ niệm thành lập tập đoàn. Tại đây ông đã nhấn mạnh rất nhiều lần về hai khẩu hiệu cà phê sáng tạo và cà phê đổi đời. Các thương hiệu khác chỉ xem cà phê là một thức uống được ưa chuộng, trong khi đó với Trung Nguyên Legend, ông Vũ xem đây là một loại cà phê của trí não, giúp khơi nguồn cho mọi sáng tạo. Thông điệp này là minh chứng cho quá trình tái định vị của thương hiệu Trung Nguyên. Cũng theo ông Vũ, chính sự sáng tạo sẽ nuôi lớn giấc mơ đổi đời của mỗi người. Từ làng cà phê Trung Nguyên, bảo tàng cà phê thế giới AKA đạo cà phê đến hành trình từ trái tim. Cuối năm 2008, làng cà phê Trung Nguyên được đưa vào hoạt động. Đây là một tổ hợp kiến trúc rộng khoảng 20.000m2. Công trình này nằm ở thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk. Nó được xây dựng dựa trên ý tưởng thủ phủ cà phê toàn cầu tại Việt Nam của ông Vũ. Những công trình ở đây đều có kiến trúc độc đáo, đậm đà bản sắc Tây Nguyên. Tọa lạc bên trong khuôn viên làng cà phê Trung Nguyên, bảo tàng cà phê thế giới là một không gian cà phê rất đặc sắc. Nơi đây lưu giữ và trưng bày hơn 10.000 hiện vật, cổ vật về văn hóa Tây Nguyên và văn hóa cà phê. Bên cạnh những triết lý cà phê mới, Đặng Lê Nguyên Vũ đã có những hành động cụ thể để hiện thực hóa chúng. Nổi bật nhất đó là hành trình từ trái tim. Đây là một chương trình đi xuyên Việt bằng dàn siêu xe hoành tráng. Mục đích của hành trình này là để trao tặng hàng triệu cuốn sách truyền cảm hứng và đổi đời cho thanh niên Việt Nam. Sự kiên định của Đặng Lê Nguyên Vũ với các thông điệp đao to búa lớn. Vua cà phê muốn mọi người thờ mình. Đỗ Hòa là cựu CEO của Trung Nguyên. Trong thời gian đương chức, ông được giao làm trưởng ban biên soạn giáo lý đạo cà phê, đồng thời là trưởng ban truyền bá đạo. Đó chỉ là một trong những điều kỳ lạ tại Trung Nguyên sau khi ông Vũ xuống núi. Trong những hội chợ mà tập đoàn tham gia, bên cạnh gian hàng trưng bày sản phẩm còn đặt một bàn thờ. Ông Hòa kể lại, nhìn cách trưng bày bàn thờ, tôi cũng dễ dàng đoán ra ý định của anh Vũ. Đó là đến thời điểm thích hợp, anh ta sẽ thay hình hạt cà phê bằng hình mình, để mọi người đến lại mình. Những phát ngôn sau thiền định của ông Vũ. Sau 5 năm thiền định tại khu địa đàng Mờ Rắc, Đặng Lê Nguyên Vũ tuyên bố mình đã có lời giải thông suốt cho mọi vấn đề trong thế giới này. Ông còn cho biết, trời đã trao cho qua mọi kiến thức để giúp cho nhân loại, qua có thể nhìn thấy sóng điện thoại, tất cả mọi kiến thức, khoa học ở thế gian này qua đều biết hết. Cái đó chỉ có trời dạy, không có kiến thức ở thế gian. Những phát ngôn này ngay lập tức tạo ra làn sóng tranh luận mạnh mẽ. Không ít người ủng hộ ông Vũ, nhưng cũng không ít người nghi ngờ những phát ngôn đao to búa lớn này của ông chủ Trung Nguyên. Thế giới đã ghi nhận không ít doanh nhân đưa tâm linh vào triết lý kinh doanh. Có người đã thành công và cũng có người thất bại. Vậy phát triển một thương hiệu cà phê theo hướng thần thánh hóa cá nhân như ông Vũ đang làm liệu có phù hợp hay không? Đặc biệt khi Trung Nguyên đã trở thành một thương hiệu toàn cầu, đây là câu hỏi không ít người băn khoăn. Trong một diễn biến khác, bà Lê Hoàng Diệp Thảo, vợ ông Vũ nói rằng bà dùng mình khi nhìn hình ảnh thương hiệu mới của Trung Nguyên. Ông Vũ là trung tâm, thần Phật bao quanh. Lê Hoàng Diệp Thảo, sức mạnh ngôn tình. Không chỉ là một người vợ, Lê Hoàng Diệp Thảo còn là người kề vai sát cánh cùng ông Vũ từ những ngày đầu xây dựng Trung Nguyên. Có thể nói bà đã góp không ít tâm sức vào đứa con tinh thần chung của cả hai người. Nhưng chỉ khi sắp xét xử vụ ly hôn nghìn tỷ, hình ảnh Lê Hoàng Diệp Thảo mới lộ diện rộng rãi trên báo chí. Hình ảnh của bà được xây dựng theo mô típ phụ nữ Việt Nam truyền thống, đó là một người phụ nữ yêu chồng, hy sinh, vun vén cho gia đình. Một ngày sau khi ông Vũ xuất hiện, bà Thảo đã viết một status ngắn trên Facebook cá nhân. Hôm qua, mọi người đều nhìn thấy anh đã xuống núi, đã xuất hiện và nói đôi điều với nhân viên, với đối tác, với khách hàng, với báo chí, chứ gia đình. Hôm nay, các con nhờ mẹ gửi lời chúc tới ba nhân ngày của cha. Các con xem hình ba trên mạng rồi hỏi mẹ. Trong clip này, ba nói ba đã có mọi giải pháp, mọi câu trả lời. Mọi thứ sau 5 năm lên núi. Vậy ba có giải pháp, có câu trả lời gì cho gia đình ta không mẹ? Mẹ khóc. Dòng trạng thái này đã ngay lập tức nhận được rất nhiều chia sẻ và đồng cảm của dư luận, đặc biệt là các chị em phụ nữ. Ai phù hợp là người dẫn dắt Trung Nguyên? Dư luận hiện nay chia làm hai nửa rõ rệt. Đàn ông đồng tình với ông Vũ, phụ nữ đồng tình với bà Thảo. Trung Nguyên là một thương hiệu cà phê đang muốn vươn ra thế giới,
Nếu nhìn nhận một cách khách quan thì có vẻ không ai trong hai người phù hợp với trọng trách dẫn dắt tập đoàn này. Có hai lý do cho điều này. Từ phía ông Đặng Lê Nguyên Vũ, gần đây ông Vũ gây được tiếng vang với hành trình từ trái tim. Như đã đề cập phía trên, hành trình này hội tụ dàn siêu xe, bên cạnh đó là dàn người đẹp hùng hậu. Theo đánh giá của giới chuyên môn, hành trình này mang thông điệp ý nghĩa, tuy nhiên hình thức tổ chức lại không phù hợp với mục đích của nó. Siêu xe và hoa hậu dường như không ăn nhập gì với khởi nghiệp và kiến quốc như ông Vũ nói. Từ phía bà Lê Hoàng Diệp Thảo, chiến lược của bà Thảo đó là tập trung giới thiệu và ra mắt sản phẩm mới, trong đó tiêu biểu là thương hiệu Kinh Cà Phê. Bên cạnh đó, hình ảnh mà bà xây dựng tuy tạo được thiện cảm nhưng nó lại không có tính đột phá, mới mẻ về mặt marketing. Trung Nguyên khó so sánh với các thương hiệu khác ở thời điểm này. So với Trung Nguyên, các thương hiệu cà phê quốc tế và Việt Nam như Starbucks, Highland Cafe, The Cafe House đều không phát triển thương hiệu của họ dựa trên hình ảnh cá nhân. Họ chủ yếu dựa trên việc tạo ra sự độc đáo riêng và nâng cao trải nghiệm cho khách hàng. Đây mới là điều quan trọng để xây dựng thương hiệu trong thời điểm hiện tại, chứ không phải là những thông điệp to lớn có phần phi thực tế như của ông chủ Trung Nguyên. Hy vọng bài viết này đã giúp bạn hiểu thêm về cách xây dựng thương hiệu cá nhân của ông chủ và bà chủ của tập đoàn Trung Nguyên danh tiếng. Tony xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong những bài viết tiếp theo.